Xin kính chào quý vị và các bạn, những khán giả thân thiết của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, khi hoa mai, hoa đào khoe sắc thì cũng là lúc những ca khúc xuân vui tươi lại vang lên như một lời cầu chúc cho một năm mới an khang, hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Và trong chương trình nghệ thuật thời trang với chủ đề Xuân yêu thương ngày hôm nay, Huyền Trang sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những tiết mục trình diễn của các người mẫu nhí đến từ Trung tâm Phát triển Năng khiếu Canary. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nhảy hiện đại sôi động trên nền nhạc của ca khúc Tết đến thật rồi. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hôm nay dường như ánh nắng bỗng đẹp hơn biết bao lần, gió mang tình yêu phấp phới, Tết đã đến đây thật rồi. Muôn hoa cùng khoe sắc thắm, mai đào lan cúc hồng. Cô em tôi đang xếp áo, mai cô về quê trên chuyến tàu. Kìa ngoài kia bao nhiêu người đang nô nức, đi trong mỗi lần nghe tôi tưng bừng. Đêm nay nhà mình nấu bánh trưng, hòa cùng không khí ấy sao vui mừng. Cùng mẹ cha dọn dẹp cửa nhà ngăn nắp, mong cho sang năm khách khứa tấp nập. Cả thế giới như thay áo mới, mọi người cùng vui xuân khắp nơi. Ai mà đi xa cũng muốn quay về bên mái nhà, có mẹ và có cha, ôi kìa chính là Tết đang ở đây mà. Tết là Tết là Tết, Tết muôn đời nay mai còn. Tết mình là Tết nước non, Tết của cả quê hương. Nhà nhà đi đón Tết, công việc tôi bước hết. Nên sếp ơi là sếp thương em mà trả lương để cho em còn về về quê hương. Quê hương bao người thì nô nức, đào mai hoa bông cúc hương thơm tỏa ngát khắp bốn phương. Và Tết là Tết vui lắm, cả nhà cùng sum vầy. Lời xin chúc may mắn hạnh phúc về đầy tay. Giấy thùng vầy áo mới, mọi người thì vui vời vợi. Tiếng cười rộn vang yêu thương bạt ngàn bao trong cả không gian. Kìa bao nhiêu người đang nô nức, tiếng trong mùa lần nghe ta tưng bừng. Đêm nay nhà mình nấu bánh trưng, hòa cùng không khí ấy sao vui mừng. Cùng mẹ cha dọn dẹp cửa nhà ngăn nắp, mong cho sang năm khách khứa tấp nập. Thế giới như thay áo mới, mọi người cùng vui xuân khắp nơi. Ai mà đi xa cũng muốn quay về bên mái nhà, có mẹ và có cha, ô cần chính là Tết đang ở đây mà. Tết là Tết là Tết, Tết muôn đời nay mãi còn. Tết mình là Tết nước ngon, Tết của cả quê. Cha ơi kìa chính là Tết đang ở đây mà. Tết là Tết là Tết, Tết muôn đời nay mãi còn. Tết mình là Tết nước non, Tết của cả quê hương. Tết là Tết là Tết, Tết trong lòng mỗi người. Chỉ cần là mình thấy vui, ơi kìa chính là Tết đang ở đây rồi. Tết là Tết là Tết, Tết muôn đời nay mãi còn. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa thưởng thức màn trình diễn vô cùng sôi động và đáng yêu, tiết mục mở màn cho chương trình thời trang nghệ thuật Xuân yêu thương ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói thời trang là một hương vị không thể thiếu trong cuộc sống. Và từ xa xưa đến nay, dù cho thế nào thì ông cha ta cũng sẽ chuẩn bị cho con cháu của mình những bộ trang phục mới để chào xuân đón Tết. Và trong thời đại xã hội ngày càng phát triển như bây giờ thì việc lựa chọn trang phục ngày càng trở nên tinh tế và nhiều màu sắc hơn. Và Huyền Trang tin rằng với bộ sưu tập trang phục dạ hội ngay sau đây, quý vị và các bạn sẽ có thêm những lựa chọn hay những cảm hứng cho con em mình trong thời trang năm mới. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với màn kết quốc ấn tượng của các bạn mẫu nhí vô cùng đáng yêu trong trang phục dạ hội ngày xuân.
dying, shouldn't hurt you, hear I'm crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us, and some guidance from above. Cause right now people have me questioning, where is the love?
Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng đến với phần trình diễn vô cùng đáng yêu của các bạn mẫu nhí trong bộ trang phục dạ hội rực rỡ sắc màu vui xuân. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng ngắm những bộ trang phục áo dài truyền thống đặc biệt đến từ chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, tà áo dài được coi là quốc phục của Việt Nam và hình tượng áo dài đã đi vào thi ca văn học và phát triển theo chiều dài lịch sử của đất nước. Đối với mỗi lứa tuổi sẽ có những sở thích khác nhau về màu áo, họa tiết hay là hoa văn. Chính vì vậy mà ngày nay áo dài cũng được thiết kế sao cho phù hợp với thị hiếu của công chúng nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống vốn có của nó. Và áo dài được mặc vào những dịp lễ đặc biệt như lễ Tết hay cưới hỏi. Mặc áo dài giúp cho người phụ nữ khoe được mọi vẻ đẹp duyên dáng, đằm thắm và ý nhị của mình. Và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây hãy cùng Huyền Trang, Hòa Mình theo dõi trên sân khấu phần trình diễn của bộ sưu tập Nét Việt. Lại vừa tròn
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi màn trình diễn trang phục áo dài của bộ sưu tập Nét Việt, và phần cuối của chương trình sẽ là ca khúc Mùa Xuân Ơi với phần thể hiện của bạn nhỏ Minh Quân. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình nghệ thuật thời trang với chủ đề Xuân yêu thương ngày hôm nay của chúng tôi, Huyền Trang và các bạn, người mẫu nhí, diễn viên nhí xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý vị và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc và tràn ngập may mắn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng năm mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.